Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long, bên cạnh một mẫu xe đó chính là Toyota Wigo. Đây là mẫu xe nhỏ hạng A bán chạy nhất của Toyota. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cái xe Wigo này từ A đến Z, tất cả về ghế này, điều chỉnh này, điều hòa, DVD, nước làm mát các thứ. Tôi sẽ giới thiệu đầy đủ trong video clip này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đón xem. Đầu tiên khi mà chúng ta lên xe ấy, thì các bạn thấy đây là tư thế của người lái này. Chúng ta sẽ có một số cái như sau. Thứ nhất là cái hệ thống dây an toàn. Thì đây. Đó, chúng ta cài ở đây. Ok. Tháo như vậy. Đây là hệ thống dây an toàn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái ghế này như thế nào. Thì cái cơ cấu điều chỉnh ghế về cơ bản là khá giống nhau. Nếu mà trong những cái xe điều chỉnh điện thì chúng ta sẽ có cái cơ cấu điều chỉnh điện ở đây. Còn xe này là điều chỉnh cơ. Thì ở đây, cái cần này chúng ta sẽ để ngả cái lưng ghế như này này. Đó, như này là để ngả lưng ghế. Chúng ta sẽ có tiếp một cái cần ở dưới này. Kéo ra thụt vào như này để chúng ta tiến đẩy. Đó là về điều chỉnh tư thế ghế. Sau khi mà điều chỉnh tư thế ghế xong ấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh đến gương. Thì đây là cái chi tiết điều chỉnh gương chiếu hậu ở trên xe Wigo. Đây là hệ thống điều chỉnh gương điện. Chúng ta ấn cái nút này sang bên trái này thì gương trái sẽ được điều chỉnh. Và đây là chúng ta các nút điều chỉnh lòng gương. Đó, sang bốn phía. Tương tự còn lại đối với gương bên phải. Đó là điều chỉnh gương, điều chỉnh ghế. Vô lăng thì ok rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có tiếp nữa là đến phần điều chỉnh cái kính. Đây là hệ thống lên xuống cửa kính của xe này. Thì toàn bộ xe được trang bị là bốn cửa sổ chỉnh điện hết. Đây, chúng ta sẽ có đầy đủ lên xuống kính như này. Đó, lên xuống kính, các cửa còn lại tương tự. Ở đây thì chúng ta có một cái phím, là cái phím khóa kính. Khi khóa như thế này thì trừ ghế người lái, còn tất cả các vị trí khác chúng ta sẽ không thể lên xuống kính được tại cái vị trí người ngồi. Còn đây chính là cái chốt cửa trung tâm. Thì chúng ta gạt như này sẽ khóa chốt tất cả bốn cửa này. Đó. Trong cái mục hướng dẫn sử dụng theo đúng tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam ấy, thì việc đầu tiên đó chính là hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng cái phanh ABS. Thì bà quan sát thấy đây là xe số tự động, chúng ta sẽ có phần to này là chân phanh. Bên cạnh chúng ta sẽ có chân ga. Nguyên tắc các bạn di chuyển đó là chúng ta chỉ dùng một chân này thôi. Và chuyển gót chân giữ nguyên, chúng ta chỉ chuyển các đầu mũi chân như thế này. Cái phanh ABS này thì nó rất là đặc thù. Tức là khi các bạn mà khởi động hệ thống điện lên ấy, thì cái đèn báo phanh ABS nó sẽ kiểm tra và nháy sáng trong vòng 3 giây. Khi mà chúng ta sử dụng cái phanh ABS này là như nào? Các bạn sẽ đạp dứt khoát này. Đạp dứt khoát sâu như thế này, dứt khoát giữ nguyên. Và khi các bạn đạp như thế này thì sẽ có một cái hiện tượng là cái bàn chân chúng ta sẽ rung như này. Trong trường hợp mà chúng ta phanh gấp, khi mà bị rung như vậy thì các bạn cũng đừng giật mình nhá. Bởi vì khi rung như thế có nghĩa là cái hệ thống phanh ABS nó đang hoạt động, nó nhấp nhả liên tục và giúp chúng ta đánh lái để tránh được chướng ngại vật. Đó chính là về phanh ABS. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các hệ thống hướng dẫn sử dụng ở bên trong xe. Đây là cái chìa khóa của cái xe Wigo. Các bạn thấy là rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chỉ có bấm mở và bấm khóa xe thôi. Khi chúng ta bấm như này, đèn nháy sáng lên, xe sẽ được khóa này. Còn lại này. Đấy. Đây là cái vị trí chúng ta sẽ cắm chìa khóa để khởi động xe. Các bạn lưu ý là ở khóa này các bạn có thể nhìn thấy này. Thực ra nó có 4 nấc. Thứ nhất là lock, đèn ACC hệ thống điện này, đèn on và đèn start. Thì các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta để chìa khóa ở lock này nhá, đó là chúng ta sẽ khóa hẳn xe này. Bật ACC lên thì cái hệ thống điện chính của xe nó bắt đầu nó hoạt động. Nhưng mà nó sẽ chỉ hoạt động ở đầu DVD này với lại hệ thống đèn thôi. Đồng hồ táp lô các thứ chưa sáng nhá. Khi các bạn chuyển sang on này thì lúc đó đồng hồ táp lô các thứ nó mới sáng. Và lúc đó là xe đang sử dụng cái bình ắc quy. Còn đối với xe số tự động này, các bạn muốn khởi động thì chúng ta buộc phải đạp phanh, sau đó chuyển chìa khóa sang start. Tôi sẽ nổ máy thử cho các bạn xem này. Đó, tắt đi này. Rồi ok. Muốn rút được chìa khóa ra nhé thì các bạn lưu ý này. Cái này rất nhiều người hỏi này. Muốn rút được chìa khóa của xe số tự động ra thì các bạn lưu ý là cái cần số này của chúng ta này. Các bạn nhớ nhé, cái cần số này này, nó buộc phải nằm ở vị trí P thì chúng ta mới có thể rút được chìa khóa ra. Nếu mà các bạn để vị trí R này hoặc là D là chúng ta sẽ không rút được chìa. Thì đó các bạn lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động cái bảng đồng hồ táp lô lên nhé. Thì đây là cái tổng thể của đồng hồ táp lô khi tôi chưa khởi động điện này. Đó, các bạn có thể quan sát thấy những cái tín hiệu thông báo này. Thì chúng ta sẽ chia làm một số các vùng nhé. Các bạn quan sát kỹ giúp tôi này. Toàn bộ các phần vùng ở dưới này, đó, những cái đèn AT này, rồi ABS này, những cái đèn đó sẽ mất ngay lập tức vì đó là những cái đèn check. Cái đèn check này thì khi mà các bạn khởi động máy bật hệ thống điện lên thì lúc nào nó cũng sẽ sáng. Nó sẽ khởi động trong vòng khoảng 3 giây gì đó, kiểm tra nếu tất cả cái hệ thống ok thì nó sẽ tắt đi. Và có một nguyên tắc rất quan trọng ở trên cái đồng hồ táp lô này, đó là khi xe nổ máy, di chuyển trên đường
thì tất cả các đèn cảnh báo phải mất hết. Đó các bạn lưu ý, bây giờ tôi sẽ nổ máy lên này. Đó các bạn quan sát giúp tôi này. Dây an toàn này, phanh tay, tôi hạ phanh tay xuống sẽ mất luôn này. Đó. Nếu bây giờ tôi cài nút dây an toàn thì sẽ hết. Các bạn lưu ý nhớ là khi đã di chuyển trên đường thì toàn bộ những đèn nào cảnh báo đỏ sẽ không được phép xuất hiện. Cái bảng đồng hồ của cái xe cái Wego này thì chúng ta nhìn rõ rồi, nó chia làm các vùng, ba vùng rất riêng biệt. Thứ nhất ở giữa này là cái đồng hồ công tơ mét này. Bên này là báo xăng này. Báo xăng, báo giờ này. Và phía bên trái này nó sẽ là cái đồng hồ vòng tua động cơ. Thì đó tổng thể cái đồng hồ táp lô nó chỉ như này thôi. Hầu hết tất cả các xe khác thì đồng hồ táp lô nó cũng hiển thị các thông số tương tự như nhau thôi. Xe càng cao cấp thì sẽ hiển thị những cái thông số nó cao hơn một chút. Còn về cơ bản thì giống nhau. Đó là về đồng hồ táp lô. Toàn bộ cái cần bên trái này của chúng ta này sẽ liên quan đến các phím điều chỉnh hệ thống đèn. Ở vị trí này là toàn bộ đèn đang không được bật này. Chúng ta nhích lên một nấc. Đầu tiên sẽ bật đèn đề mi trước. Đèn đề mi trên xe Wego này là loại đèn đề mi LED. Và bật như này thì đèn đề mi nó đang sáng này. Đây là đèn chiếu gần. Và chúng ta đẩy ra như thế này. Kéo lại này, thì là đèn chiếu gần này. Đẩy ra là đèn chiếu xa. Đó, đây là cơ cấu chuyển chiếu gần chiếu xa. Ở đây chúng ta có cái nấc bật đèn sương mù này. Như này là chúng ta đang bật đèn sương mù. Đó. Thì các bạn lưu ý là cái đèn sương mù này sẽ chỉ hoạt động ấy, khi mà cái nấc này này của chúng ta nó sẽ ở một, ít nhất là một vị trí, đó là vị trí đèn đề mi ở đây. Hoặc là không thì chúng ta phải bật toàn bộ hệ thống đèn lên thì cái đèn sương mù nó mới hoạt động. Chỉ muốn bật đơn thuần đèn sương mù thì chúng ta không thể bật được. Bên trái chúng ta có hệ thống điều chỉnh đèn. Và sang bên phải này chúng ta sẽ có một cái hệ thống điều chỉnh gạt mưa. Thì đây chúng ta các tốc độ của gạt mưa. Đó. Và cái xe này thì chúng ta có thêm cái gạt mưa sau đấy. Đây là tốc độ gạt mưa này. Và dưới này chúng ta có cái gạt mưa sau. Ok. Một chút về cái vô lăng này. Thì các bạn quan sát thấy đây cái vô lăng này thì có được tích hợp mấy cái nút bấm này. Thứ nhất là mode. Thì chúng ta sẽ chuyển các chế độ ở trên đầu DVD. Lát đây tôi sẽ nói sau. Còn ở đây chúng ta có tăng giảm âm lượng và điều chỉnh chuyển kênh, chuyển bài. Đó là về cái vô lăng. Bắt đầu. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển một chút qua cái toàn bộ cái hệ thống bảng điều khiển trung tâm này. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái màn hình DVD theo xe này. Đây là cái loại màn hình khá là đặc biệt. Nó rất là nét đấy. Khởi động lên nó sẽ, ban đầu tiên nó sẽ như này. Chúng ta bấm Ari, tôi đồng ý này. Chuyển sang giao diện như thế này. Thì ở trên này chúng ta sẽ có một số cái phím chức năng như sau này. Thứ nhất là bên này, đây là công tắc nguồn. Bấm và giữ, toàn bộ là cảm ứng hết. Ở đây này, tăng giảm âm lượng. Tắt hẳn âm thanh này. Đó. Và ở đây thì chúng ta có một cái cổng, gọi là cái cổng HDMI này. HDMI để chúng ta vào cổng này. Và đây là cái cổng cắm USB để nghe nhạc hoặc là xem video. Chúng ta sẽ chuyển về trang chủ bằng cách về menu tổng ấy, bằng cách bấm vào đây. Đấy, hoặc là vào chỗ này cũng đều được về menu tổng. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển các chế độ. Thứ nhất là Bluetooth audio này, tức là nghe nhạc qua kết nối Bluetooth với điện thoại này, nghe nhạc qua iPod này, USB này, qua cổng cắm HDMI này. Và đây là những cái cài đặt chính của cái màn hình. Đó, chúng này cái này là chúng ta sẽ chuyển sang đĩa xem ảnh này, nghe radio này. Và cái đầu này thì theo tôi được biết là sẽ có thể kết nối được wifi để các bạn có thể lướt internet. Chúng ta chuyển sang các chế độ khác thì như này, sang bên cạnh này. Ví dụ như cổng cắm AUX này, AV in để chúng ta tích hợp thêm những cái giả sử như là cam 360 hoặc là cái camera lề trên gương phải. Đó là về cái màn hình. Thì với cái màn hình này các bạn có thể tích hợp thêm camera lùi. Thì khi chúng ta lắp thêm camera lùi mà vào số lùi ấy, thì cái hệ thống nó sẽ hiển thị camera lùi. Lùi xuống dưới một chút này sẽ là cái hệ thống điều hòa của xe. Thì Toyota Wego sẽ được trang bị cái hệ thống điều hòa, gọi là điều hòa chỉnh cơ, tức là chúng ta có những cái núm vặn như thế này và không hiển thị báo tốc độ. Thì ở đây nó có một số cái lưu ý các bạn quan trọng. Thứ nhất là khi mà chúng ta sử dụng điều hòa sưởi ấy, nóng, thì chúng ta không cần phải bật cái đèn AC này lên, tại vì chúng ta sẽ sử dụng là bằng cái nhiệt của nước làm mát, làm ấm. Còn trường hợp chúng ta bật cái đèn AC này lên và phải nổ máy nhá, thì lúc đó điều hòa mới có hơi lạnh, còn nếu không chúng ta sẽ chỉ có quạt gió thôi. Nút tam giác này là chúng ta sẽ bật cái đèn cảnh báo nguy hiểm. Hai cái đèn xi nhan chúng ta sẽ nháy lên. Đây là hai cái phím này là hai hệ thống nút chờ để chúng ta tích hợp thêm nếu mà trong trường hợp có lắp thêm hoặc độ thêm đồ chơi. Ở bên này chúng ta sẽ có cái hướng gọi là cánh hướng gió.
Thì khi mà tôi vặn như thế này này, các bạn lưu ý này, mũi tên ở đâu thì hướng gió sẽ vào đấy. Ví dụ đây chúng ta có mũi tên vào thẳng vào mặt và hướng gió vào chân này. Ở đây chúng ta sẽ vừa có sấy kính và vừa có sưởi chân. Đó, tương tự dưới này chúng ta sẽ có sấy kính. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái tốc độ quạt gió. Đây tôi mở lên này. Đó, rất là mạnh. Cái điều hòa của tôi, Toyota Wigo thì nó mát lắm, nó mát hơn rất nhiều so với i10 hoặc là với Kia Morning. Ở bên này thì chúng ta có điều chỉnh cái hơi lạnh, xanh là lạnh, còn đỏ sẽ là nóng. Đây là dạng điều hòa hai chiều. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nút gọi là lấy gió trong gió ngoài. Thì nếu tôi để như thế này này, đang là lấy gió trong. Cái lấy gió trong này thì nó giúp cho cái điều hòa nó sạch sẽ hơn. Cái lọc gió của điều hòa nó ít khi nó bị bẩn. Tuy nhiên thì cái hàm lượng oxy ở trong xe nó sẽ càng ngày nó sẽ càng giảm. Nên là nếu mà các bạn cẩn thận hơn thì chúng ta nên đổi giữa việc lấy gió trong, lấy gió ngoài để bổ sung cái dưỡng khí, oxy. Còn đây chuyển sang đây thì chúng ta sẽ là lấy gió ngoài. Cái lấy gió ngoài này thì sẽ tốt hơn. Đó là chúng ta cái lượng dưỡng khí, oxy trong xe rất là ok. Nhưng mà có cái là bên ngoài có mùi gì thì bên trong xe chúng ta ngửi được hết tất cả những cái mùi đấy. Cái gì nó cũng có cái điểm lợi và điểm hại. Lui xuống một chút thì dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc này, 12V, để trong trường hợp các bạn sạc điện thoại hoặc là cắm camera hành trình. Đây là cái phần hộp số của xe. Hộp số của xe thì đây là xe số tự động 4 cấp. Và cái cần số như này, đây là cái này là để lẫy an toàn này. Nếu chúng ta muốn chuyển số chúng ta phải bấm cái lẫy này. Đó thì chúng ta mới chuyển số được. Đây là cái vị trí nút shift lock, có nghĩa là giải phóng cái ổ khóa trong trường hợp ví dụ như mà xe bị gặp sự cố không thể nổ máy được ấy, mà cần số đang ở P như này thì dĩ nhiên là chúng ta không thể kéo đẩy xe được. Lúc đó chúng ta sẽ phải bấm và giữ cái nút shift lock này, gạt cái cần an toàn này thì chúng ta có thể chuyển được số về N để trong trường hợp chúng ta dùng kéo xe. Cái cần số này thì các bạn lưu ý này, tôi sẽ dùng trái tay một chút nhé để cho các bạn dễ quan sát. Tôi bóp cần này. Khi tôi về R như thế này. Đó, hệ thống số lùi N này thì nó sẽ là số mo giống như số 0 của xe máy á. D là chế độ lái hoàn toàn bình thường. Ở vị trí D này thì xe sẽ được hoạt động ở số 4. Còn 3 và 2 đó là những cái số thấp hơn chúng ta sẽ sử dụng trong những trường hợp mà leo đèo dốc hoặc là đường khó hơn. Đó là toàn bộ về cái hệ thống hộp số và bảng điều khiển trung tâm. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái phần còn lại liên quan, ví dụ như mở cốp hoặc nắp capo. Để mở nắp capo của cái xe Wigo này thì các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ có một cái khóa rốt này, khóa rút ở đây. Nó giống như cái le của xe máy ấy. Cầm và kéo này. Đó. Rồi ra ngoài mở như nào thì tí nữa tôi sẽ ra ngoài tôi mở các bạn xem. Đây là mở nắp capo trước. Còn để mở cốp và mở bình xăng ấy thì chúng ta lưu ý này, nó sẽ nằm ở đây, cạnh cái ghế này. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đây chính là cái vị trí mở cốp sau này. Và đây là mở bình xăng này. Các bạn mở bằng cách kéo nó lên như này. Đó, kéo nó lên như này là cốp sau và bình xăng sẽ được mở ra. Rồi ok, bây giờ chúng ta ra mở cái nắp capo một chút. Sau khi mà chúng ta giật cái chốt mở phía bên trong của cái nắp capo ấy thì bây giờ chúng ta sẽ ra phía trước xe. Và bạn lưu ý này, chính giữa logo này, chúng ta chọc tay vào, ngửa lòng bàn tay lên ấy. Đó, sẽ có một cái lẫy ở ngay đây thôi. Bấm cái lẫy này và nâng lên. Lùi lên. Khi mà chúng ta nâng lên như này này, đây là thanh chống này. Đó, các bạn chống xong rồi thì đây là toàn bộ cái khoang động cơ của xe. Và chúng ta lưu ý này, khi mà sử dụng xe thì chúng ta sẽ quan tâm duy nhất đến một điều thôi. Đó chính là cái vị trí nước rửa kính ở đây. Đây là biểu tượng của cái hộp chứa nước rửa kính. Đó thì khi các bạn mà dùng thấy xe hết nước rửa kính ấy, thì chúng ta mở cái nắp ra. Đó, chúng ta đổ cái nước rửa kính vào đây, đầy đủ xong xuôi, đậy nắp lại. Đó là xe sẽ hoạt động bình thường. Còn lại tất cả các vị trí khác, ví dụ như là que thăm dầu này, ở đây này, dầu trợ lực này, hay là dầu máy, dầu phanh, thì cái đó tất cả các kỹ thuật viên của Toyota ấy, người ta sẽ có trách nhiệm là bảo dưỡng và bổ sung khi mà chúng ta có yêu cầu. Khi chúng ta đóng nắp capo lại thì các bạn lưu ý một điều này, hạ cái cần này xuống này. Hạ xuống cách cái nắp này khoảng tầm 20-30cm. Chúng ta bỏ tay ra để cho nắp rơi tự do. Tránh trường hợp nhá, các bạn để xe để xuống thấp này, xong các bạn lấy tay ấn như này này. Đó thì lâu ngày cái toàn bộ khu vực này của chúng ta tự nhiên nó bị lõm lại rất là xấu. Đó, bây giờ chúng ta ra cái cốp. Sau khi mà chúng ta mở cốp lên ấy, thì đây là toàn bộ không gian của cốp. Không quá rộng, tuy nhiên thì cũng đáp ứng đủ cho nhu cầu của một gia đình nhỏ. Bởi vì cũng phải chấp nhận thôi, đây là một chiếc xe nhỏ giá rẻ mà.
Ở dưới này chúng ta sẽ có cái lốp dự phòng, còn lại kích và bộ dụng cụ sửa chữa thì được trang bị ở dưới gầm ghế lái. Các bạn có thể lấy ngay ở dưới gầm ghế lái được nhé.